Hey yo, what's up xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Sun Take Over with Thầy. Wow, hôm nay thì chúng ta lại đến với chương trình này lại một lần nữa. Và để xem một tuần qua có gì. Và mình có một thông báo với tất cả các bạn, đó chính là mình tham gia sao nhập ngũ. Vâng, chúng ta cùng xem trailer. Tính ra là đoạn này chị Đào đẹp nha. Má ơi, đúng là nét đẹp điện ảnh các bạn ơi. Cái lúc này nhìn chị Đào giống như là đang đóng một bộ phim vậy. Cháy lửa quá. Trời ơi, trời ơi. Khoan. Ghê trời. Thúc tiếng chứ đi được quyền. Khúc này tôi nói thiệt với các bạn là lúc mà tôi ở đó tôi cũng cảm giác cái lúc này mặt má diễn ghê lắm nha. Hoặc má tiên diễn ác lắm nha. Còn võ công nữa chứ. Ai chỉ cho cái tư thế này mà dữ dội vậy. Lúc đó nhìn ánh mắt em sắc lẹm. Ghê. Nhưng mà đáng. Ê, khoan cho chị hỏi đá đâu vậy? Đá đâu vậy? Nhanh quá! Vô ảnh cướp của em! Vô ảnh cướp của em nhanh quá! Nói chung là anh nào đen thì làm đối thủ của em vậy thôi. Ôi trời ơi, trời ơi, Uyển Ân! Xem đi các bạn ạ! Không phải vì có tôi nên tôi kêu các bạn xem đâu mà hả? Xem đi để coi nước mắt của Uyển Ân nó nhiều cỡ nào. Mặt nhỏ hoang mang. Mặt nhỏ hoang mang. Vượt qua được không? Dạ, tôi quyết tâm. Rõ. Uyển mày cười gì? Chắc chắn là mình sẽ hoàn thành không? Dạ rõ. Ủa sao tôi cảm giác, tôi cảm giác giống như tôi đi rồi mà tôi cảm giác giống như mùa này không có tôi vậy á. Ôi trời. Ui. Phải đi giống. Trời ơi. Trời ơi. Tôi hỏi các bạn, tại sao trong bao nhiêu cảnh hoành tráng của tôi không có cái cảnh nào và cuối cùng lại lấy cái cảnh hèn dữ vậy trời? Huề đi em, huề đi là sao? Trời ơi, tại sao lại có cái cảnh hiền hạ như vậy? Tôi tưởng là tôi phải có một cái cảnh nào đó ngầu lắm chứ. Mà không thấy mặt luôn. Ít đẹp livestream này chỉ được có tiếng chứ không có hình. Đồng chí khác đang đứng cạnh tôi đây thì tôi cũng rất sợ mẹ tôi. Tôi, sẵn sàng. Trời ơi, ghê, má ơi, cảnh này sợ. Nắng nó nhìn tôi đúng nhiều luôn. À không, tôi đâu có được spoil nhiều. Chết thiệt chứ, quên. Tôi phải nín cái họng tôi lại. Tôi phải không được spoil. Không nào, chị mì khóc chưa? Trời ơi, đã chưa? Vì tôi không có hình luôn á. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media. Để tôi ghép mặt tôi vô đỡ nha. Các bạn nhìn tạm nha. Huề đi em. Huề đi em ơi. Tại sao lại huề ta? Nó còn bị ngược sang trời ơi. Đầu tiên chúng ta có review chà vải thái công. Nay mình sẽ thử chà vải đây nha. Mình không thích chà vải ở đây. Hôm nay Thái Công uống chà vải. Mình rất là thích chà vải. Đi đâu Thái Công cũng gọi chà vải. Hôm nay mình sẽ thử chà vải đây nha. Ai. Trời ơi. Ngon nha, mình thích chà vải ở đây. Ôi. Wow. Bảo vệ chà vải Thái Công. Chủ có Thái Công trả, đã làm đến tận 2 video liên quan đến clip review chà có vải đáp của mình trả. Okay. Nên mình ở đây để tuyên bố là set kèo PK. Wow. Mình có mong muốn được PK 1-1 với chú Thái Công vào 8 giờ tối chủ nhật ngày 4/8/2024. Kèo Mót này Thiên Địa và Thái Công TV. Ai sẽ thắng mọi người cùng đón xem nha. Hẹn gặp lại. Cay vậy trời. Phải chứ tôi làm video này trễ hơn có khi là chúng ta đã biết kết quả của kèo PK đó rồi. Nhưng mà tôi nghĩ theo dự đoán của tôi thì kèo PK thì chắc là sẽ không xảy ra đâu, bởi vì kiểu chuyện cũng bé. Dạo gần đây để mà nói thì có mấy anh rapper hư quá đi. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu coi có chuyện gì xảy ra nào. Toàn cảnh sự việc rapper Obito bị một cô gái khui chuyện tìm hiểu hẹn hò với mình ngay lúc mà còn đang sống chung với Hạnh Ngân. Cô gái này sinh năm 2006, thời điểm đó chỉ mới 17 tuổi. Oh my god. Ây da. Thế này có chết không cơ chứ? Skin care mà lại còn FaceTime với nhau. Ui giời ơi. Trời ơi, con bé này ngu như sư tử. Trời ơi, sao mà con bé này nó nói giống như dùng những lời lẽ đanh thép quá.
Theo đó, Obito cho biết thời điểm anh và Hạnh Ngân quyết định dừng lại là vào tháng 3 năm 2024, không phải tháng 5 như lúc công bố đến fan. Cuối tháng 5 cả hai đã ra ở riêng. Sự gián đoạn trong việc chuyển nhà hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố công việc cũng như lịch trình cá nhân, không liên quan ràng buộc tình cảm hay sự níu kéo nào. Nói chung là Obito là bảo là đã chia tay rồi, cũng muốn tìm hiểu bé này nghiêm túc, nhưng mà theo lời bé này là vẫn còn dây dưa một chút. Xong rồi thành ra là tùm lum xà beng lên. Bây giờ bé nó kêu là bé nó phải bảo vệ chính mình, nên bé up lên cho mọi người biết: ê, con bé này còn me nè, đúng nè, ghê nè. Thế cuối cùng là chỉ có anh gỗ yêu chị Tờ Linh nhất à. Anh chăm như chăm em bé là sao mà không yêu cho được hả em? Trời ơi, trời ơi. Rồi, rồi gì nữa đây? Em nghĩ sao về việc yêu rapper Diệu Huyền? Trời ơi, Pháo ơi. Trời ơi, cái gì mà quậy cái gì trời. Các bạn xã hội với em đi. Trời ơi, fan rapper quậy quá. Tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ. Nói chung là một cái TikTok mà mình nghĩ là cũng rất là dễ thương. Edit của bạn, edit bác cũng rất là dễ thương nè. Cái này edit đúng dễ thương thế. Cái tên của TikTok cũng dễ thương nha, vitamin 9 này chứ. Ôi. Ôi như bác như thỏ vậy á. Bác đang kiểu cứu tôi. Hôm nay hot lắm nha, hot lắm đó. Nói chung là ở trong này nè, thấy chưa? Thấy chưa? Tên đi thang thỏ hai bên đấy chứ. Chị có thể thừa nhận mình là một nghệ sĩ đa tài, nhưng chị ấy không phải là một vũ công ạ. Thì sau chương trình này, chị vừa là rapper và vừa là vũ công. Còn em chỉ là vũ công và em nhảy backup cho chị thôi. Câu đó là căng lắm á, câu đó là tới công chuyện. Nhưng cái câu edit thì tôi thấy mấy ác. Khả năng nhảy của Mayone có xứng đáng được xuất hiện ở đây. Trời ơi, ác, câu đó mới ác. Trận đấu bắt đầu, ready, fight. Dữ bốn ba, bốn ba, hai một. Cũng có sự hỗ trợ, bạn nhảy cũng có sự hỗ trợ đó chứ. Và thổi cái gì rồi đó. Ba nhảy lên, nhảy lên. Ba nhảy lên. Thiệt. Ê, tôi nghĩ là cái câu nói đó của đồng đội mới là làm bị kỳ á. Thôi chị kia chứ còn. Nhưng mà khúc đầu là sát thương chứ bộ, tính ra khúc đầu rất là sát thương á. 5 4 3 2 1 2 1 3 2 cái gì vậy? Hết chưa? Ê, mấy chị kia ác nha. Tôi nói mấy chị này ác. Mấy chị đứng cười tủm tỉm quá trời luôn nè. Mấy chị cười mà bò lăn bò lê cười. Khó nói. Ôi, nhưng mà nói chung là đây là những cái điều mà tôi hóng được trên mạng thôi. Nếu mà tôi còn thiếu sót cái gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mitty Play để xem thật nhiều video về game của mình.